lại lại thành Facebook. Sáng giờ chưa cúng cúng anh. Xin lỗi cả nhà, em không cố ý, máy hết pin. Lại. Ủa mà sao chưa thấy báo với ta? Từ từ máy. Xin lại mạng Mobi. Lại Viettel. Rồi chưa? Xin lỗi cả nhà, trời ơi, chết tôi rồi, comment lại đi. Thôi bây giờ nè, đọc con số luôn nha, đọc con số nha. Bây giờ Trung sẽ đọc con số rồi Trung sẽ qua bên cái like trước để mà tìm ra con số của các bạn, tại vì các bạn thông cảm đi, tại vì tự nhiên nó bị rớt mạng hoài, nó rớt hoài luôn, không hiểu tại sao. Rồi bây giờ Trung sẽ đọc con số cho các bạn nha. Trung đọc con số, tại vì Trung sẽ đọc con số này xong rồi thì Trung sẽ qua bên cái like trước của Trung để Trung coi coi ai mà trùng với con số này thì Trung sẽ trao thưởng cho người đó. Hồi nãy bốc ra rồi đó, tính đọc rồi đó mà tự nhiên nó bị tù lưu. Lại vào Facebook cho con tay qua nàng hỏi. Oh. Ủa, không phải đâu, bốc lên bốc lộ rồi. Ủa chưa mà. Từ. Lại, chưa. Chưa. Cả nhà đừng thả tim nữa cả nhà ơi. Cả nhà đừng thả tim nữa, em bị rớt nữa, nãy giờ em rớt 2-3 lần rồi đó. Các bạn nhớ là các bạn để chữ đợt 2 nha. Ghê là đợt 2 rồi mã số. Nhớ ghi dùm chung chữ đợt 2 đi, thêm chữ đợt 2 nữa chứ đi mã số không mà chung không biết đừng ngọ đâu. Đợt 2 đó đi. Hello em Tân Trời. Anh đang kiếm cơm kiếm thêm. Anh đang kiếm thêm. Được chưa? Bị rớt mạng hoài cũng khổ ghê luôn á. Bị rớt mạng Phùng Nguyễn ơi. À hello em Phùng Nguyễn ơi Cưng nha. Nhà hàng này mở được không Cưng? Ấy thiệt. Rồi lắp. Khổ gì? Con bốc con này ha chứ. Dạ, bốc đi nha, bốc vô. Rồi. Con gì đây? Trung đã bốc trên tay rồi đây, con này. Cho coi nè. Con này ghê lắm. Con này biết con gì không? Rồi chuẩn bị đọc nha. Tan. Số 3 nha các bạn. Rồi bây giờ là cũng kính thưa các bạn luôn là trước khi mà đọc cái giải này á thì bây giờ nói luôn là cái giải này là các bạn trúng hai hộp kem chị Nám. À hay chị Nám, một bộ nám. Còn cái phần thưởng dễ nhất á, thì cái hạn các bạn là một ngày khác. À, tại vì bây giờ thứ nhất là bận công việc rồi. Thứ hai nữa là cái lượt chia sẻ của các bạn bây giờ tối rồi các bạn ngủ các bạn chia sẻ không mạnh. Thì sẽ vào một ngày khác Facebook vào khoảng 7-8 giờ đó. Mạnh hơn đó. Ok nha. Còn bây giờ thì khuya rồi. Like giờ này. Vẫn. Phải chưa? Một con cờ ra mà con mấy cái gì ra, con gì nó ra đây, con gì nó ra đây, tôi bốc con cờ ra mà con mấy cái gì đây, con gì nó ra 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 đây, xa la 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 53 con 53 con 53 lá cờ kinh 53 xa la 53 ai con số 53 43 trời ơi 73 53 không chịu 83 không có 53 luôn rất tiếc chặn lại xong khóa sổ 53 bạn nào mà có comment số 53 thì các bạn chụp màn hình lại, chụp màn hình đây rồi gửi cho gửi cho Huyền nha. Lê Huyền em Ngọc Huyền. Nhắc cho Ngọc Huyền rồi Lê Huyền em của Ngọc Huyền đó. Ok các bạn nghe 63 nha, các bạn sẽ được thưởng hai tặng một bộ chị Nám này.
Còn bây giờ thì bộ chiều 6 hay nay cả nhà lên sao ạ? Bộ chiều 6, hôm nay hẹn lại bữa khác, giờ này trễ rồi. Hôm nay Facebook nó bị ao ra liên tục. Ao liên tục rồi. Hôm nay chưa cúng Facebook. Xin được cảm ơn cả nhà rất nhiều. À, xin cả nhà hãy chia sẻ những cái livestream của Hồ Việt Trung ra nha, nãy giờ nha. Còn cái phần thưởng. Còn ai có nhu cầu mà mua cái hộp đây. Hộp kem dưỡng da thải độc đặc trị mụn nha cả nhà, đặc trị mụn xe khít lỗ chân lông, lấp đầy sẹo rỗ, rồi trị dị ứng. Nói chung là nó có rất là nhiều công dụng và nó xóa nhanh lên cơ mặt cho mọi người luôn. Anh Trung đã xài hơn nửa năm rồi. Và da anh Trung bây giờ là đã đẹp trai hơn ngày trước rất là nhiều. Và đặc biệt là nam nữ giờ đều xài rất là ok cả nhà nhé. Tại vì giờ chất kem nó là trong suốt, dạng tinh chất trong suốt, một hộp tuy bé như thế này thôi nhưng mà xài được 3 tháng luôn cả nhà. Tại vì mỗi lần mình xài chỉ cần một chấm nhẹ thôi là mình đã xài được cả mặt luôn rồi. Và cam kết trì mụn rất là hiệu quả 100%. Nếu như mọi người xài mà không có hiệu quả, Huyền cam kết hoàn trả tiền cho mọi người luôn nha. Đó, hoàn trả tiền cho mọi người luôn nha. Hoàn trả tiền cho mọi người với điều kiện mọi người phải chụp cái mặt của mọi người trước khi xài gửi qua cho Huyền. Xong rồi mọi người xài một thời gian, nếu không hiệu quả Huyền sẽ hoàn tiền và thu hồi lại sản phẩm. Đúng, người nào mà không hiệu quả nữa thì Hồ Bích Trung sẽ qua tới nhà tối sức cho người đó luôn nha. Ok, rồi bây giờ thì xin được chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye, giao lưu nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn nha, bye bye. Mọi người ai mua kem thì ai đi cho Huyền nha mọi người, bye bye. Bye. Ai trúng quà cũng ai đi cho Huyền luôn nha.